Có chuyện gì kể cho tôi nghe coi. Chị làm tôi lo quá. Rốt cuộc là có chuyện gì? Chị nói đi. Thằng cò, nó bị người ta bắt rồi. Cái gì? Chị nói cái gì? Thằng cò bị bắt hả? Đúng vậy, nó bị người ta bắt tối hôm qua. Mà tôi yếu đuối quá không có làm gì được chị ơi. Nhưng mà tại sao công an lại bắt thằng cò, trong khi người họ muốn tìm là thằng Hùng mà? Không phải công an, mà là bọn xã hội đen bắt. Hả? Sao? Sao lại có bọn xã hội đen ở đây nữa? Chị nói gì tôi không hiểu. Tôi đâu biết gì đâu. Tự nhiên tôi với thằng cò trong nhà, bọn nó xông vô bắt thằng cò đi. Sao tụi nó lại bắt thằng cò? Nó còn nhỏ xíu có biết gì đâu. Tôi cũng đâu biết gì đâu. Bọn chúng nó nói là chừng nào thằng Hùng xuất hiện nó mới thả thằng cò ra. Nếu mà vậy á, thì người thật sự bọn chúng muốn bắt á là thằng Hùng chứ không phải thằng cò. À, hay là chị đi báo công an để nhờ họ can thiệp đi. Không được, tụi nó dọa nếu báo công an thì thằng cò bị nguy hiểm đó. Vậy bây giờ chị tính làm sao? Không lẽ cứ ngồi yên vậy chờ? Tôi khổ quá, không biết tính làm sao. Không biết ở nhà mẹ và cò thế nào, sao tự nhiên mình cứ thấy nôn nao trong lòng không biết. Hùng, ăn đi chứ con. Dạ. Sao mà ngồi thẫn thờ hoài vậy? Ăn đi con. Dạ bác, để đó, con tự lấy được rồi. Bác cũng ăn đi cho mau lại sức. Sao nãy giờ em thấy anh có vẻ ưu tư, suy nghĩ cái gì đó? Có gì đâu. Thôi, hai đứa con cứ ăn tự nhiên nghe. Bác ăn xong rồi, bác vào nghỉ đây. Dạ, bác đây con giúp. Cứ ngồi ăn tự nhiên, bác đi một mình được. Anh Hùng, anh có chuyện gì hả? Đâu có, sao em nghĩ vậy? Em thấy anh có vẻ là lạ. Cả buổi ngồi ăn cơm mà anh cứ ngồi im suy nghĩ chuyện gì đó. Không có gì, chỉ là... Có chuyện gì anh có thể nói với em được mà. Anh nằm mơ, một giấc mơ kỳ lạ. Anh không biết đó có phải là điềm báo trước hay không. Anh nằm mơ thấy gì? Anh thấy mẹ và em của anh gặp nạn. Chắc không có chuyện gì đâu. Hay là anh lo lắng quá nên mới tưởng tượng vậy thôi. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nằm mơ như vậy. Anh không biết là có chuyện gì xảy ra hay không. Họ có làm gì đâu mà xảy ra chuyện được. Anh không biết. Anh muốn trở về để xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu như anh trở về ngay bây giờ, anh sẽ gặp nguy hiểm đó. Anh quên là ở dưới đó có bao nhiêu người muốn bắt anh hả? Nhưng bây giờ mẹ và em của anh đang ở đó. Nếu lỡ họ gặp nguy hiểm thì sao? Nếu em là anh thì em có ngồi yên được hay không? Phải rồi, không thể ngồi yên được. À, anh Hùng, em sẽ đi cùng với anh. Em rất muốn quay về thăm ba mẹ của Quân. Không được, lần này anh trở về
có rất là nhiều nguy hiểm ở phía trước. Anh không muốn em bị liên lụy. Nhưng chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi. Với lại có anh lo cho em, em sợ gì chứ? Ở dưới đó em cũng còn bao nhiêu chuyện mà. Chắc là ba mẹ Quân đang lo cho em lắm. Vậy em có biết bây giờ công an ở đó họ sẽ bắt em, vì họ vẫn tưởng em là Quân. Em biết, nhưng em còn quá nhiều chuyện ở dưới đó. Mọi thứ dở dang từ khi em đi. Rất nhiều khúc mắc còn chưa được giải đáp. Em muốn biết tại sao em và Quân lại giống nhau như hai giọt nước. Rốt cuộc em và Quân có mối quan hệ gì? Không lẽ anh không muốn biết những chuyện đó sao? Không phải là anh không muốn biết, chỉ là anh không muốn em bị liên lụy. Như là bây giờ nếu em đi thì ai sẽ chăm sóc cho mẹ của em? Chuyện lần này em hãy để anh lo liệu được không? Em ở lại chăm sóc cho bác gái, rồi có chuyện gì mình tính sao, được không? Nhưng em cũng lo cho anh nữa. Chuyện quan trọng bây giờ là sức khỏe của mẹ em. Nếu có một ai đó có thể chăm sóc cho bác gái, và em có thể xin phép mẹ đi về để giải quyết những việc đó, may ra còn có thể. Em biết rồi. Có thể nào lại như vậy? Người thanh niên kia và Minh Thư đã xảy ra những gì trong thời gian họ gần gũi bên nhau? Không lẽ mình và Thư chia tay thật sao? Khôi! Mẹ! Khuya rồi, đi ngủ đi con. Dạ. Khôi à, mẹ có chuyện muốn nói với con. Có chuyện gì vậy mẹ? Mấy lúc này con và Minh Thư có liên lạc với nhau không? Dạ không. Mẹ nghĩ cả hai đứa đều trẻ người non dạ, suy nghĩ không chín chắn. Những gì con nghĩ về Thư hay Thư nghĩ về con đều do tự ái mà ra. Có những sự thật bị tính nông nổi che khuất mà dẫn tới những quyết định sai lầm. Nhưng chuyện đó đâu phải là do con quyết định. Mẹ hiểu, Minh Thư nó đã nói với mẹ sợ dĩ nó quyết định như vậy là vì con. Tại sao lại vì con? Là vì anh chàng Hùng kia mới đúng. Nếu mà Thư không gặp và yêu anh ta thì Thư đã không chia tay với con. Con lại sai nữa rồi. Bằng chứng cụ thể nào mà con lại cho là Minh Thư đã yêu người thanh niên đó? Con không có bằng chứng cụ thể gì hết. Con chỉ cảm nhận thấy vậy thôi. Nhưng mà trong tình yêu, nhiều khi cảm nhận rất chính xác, vì nó đã được xác nhận từ con tim. Khôi, mẹ hỏi câu này con phải trả lời thật. Con còn yêu Minh Thư chứ? Vậy con có biết Minh Thư vẫn còn yêu con không? Con không biết. Nếu con muốn biết câu trả lời, con hãy đi hỏi Minh Thư, nó sẽ cho con biết. Mẹ, gì vậy con? Sao mẹ còn chưa ngủ nữa? Mẹ đang soạn giáo án để ngày mai đi dạy lại, không thể nào ở nhà hoài được con à. Mẹ đã khỏe hẳn chưa mà đi dạy lại? Mẹ khỏe rồi. Nè, chuyện đi học lại của con mấy hôm nay sao rồi? Dạ cũng bình thường mẹ à. Nhưng con có điều này muốn nói với mẹ. Chuyện gì vậy hả con? Anh Hùng muốn trở về quê để thăm gia đình và xem xét tình hình thế nào. À, Hùng cũng nên trở về nhà, vì nếu không thì mẹ của Hùng cũng sẽ lo lắm đó.
Dạ, nhưng con muốn trở về An Giang cùng với anh Hùng. Cái gì? Con muốn về đó một lần nữa à? Dạ, con muốn trở về An Giang, tại vì con có quá nhiều thắc mắc về cô gái mang tên Thùy Quân đó. Nhưng lần trước con đi, con đã bị lạc như vậy, khó khăn lắm mẹ mới tìm được con. Mẹ sẽ không cho con đi nữa đâu. Nhưng tại vì lần đó là con mới đến và con chưa biết gì hết. Còn bây giờ con đã quen rồi. Mẹ, không lẽ mẹ không muốn biết gì về cô gái tên Thùy Quân đó sao? Tất nhiên là mẹ muốn biết sự thật. Nhưng ở đời này làm sao biết được chữ ngờ hả con? Nếu con đi, rủi như con sẽ mãi mãi không trở về được thì sao? Không, không đâu. Anh Hùng đã nói là bảo vệ con mà. Với lại con sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, mẹ đừng lo. Còn chuyện học hành của con thì sao? Mới vừa đi học trở lại, bây giờ tính nghỉ nữa à? Không sao đâu mà mẹ, vài bữa nữa con đi học lại, con sẽ cố gắng theo kịp bạn bè nha. Không được, mẹ nói không là không. Đối với mẹ, thời gian qua chuyện xảy ra như vậy là đã quá đủ rồi. Mẹ không muốn con lại tiếp tục mạo hiểm nữa. Tóm lại, mẹ không muốn con đi. Mẹ, Trang hả con? Có chuyện gì không? Dạ không có gì hết á. Tại hôm nay không thấy cò đi học nên con qua xem coi cò có bị gì không thôi ạ. Thằng cò nó có chuyện cho nên nghỉ học. Cò có chuyện gì vậy bác? Sao con không nghe cò nói gì hết vậy? Ủa? Mà cò đâu rồi bác? Thằng cò nó không có ở nhà. Nó có chút chuyện cho nên phải qua nhà bác nó ở một thời gian. Vậy là cò phải nghỉ học một thời gian hả bác? Bác cũng không biết chừng nào nó đi học lại nữa. Con có rảnh thì đi xin phép giùm nó cho bác được không? Dạ được, con sẽ xin phép giúp cò. Nhưng mà con biết bác làm gì có bà con họ hàng gần đây thì làm sao cò qua nhà bác chị đó ở được? Nhưng mà có chuyện gì xảy ra với cò đúng không bác? Không có chuyện gì đâu. Con đừng có suy nghĩ này nọ rồi ăn nói lung tung nghe chưa? Có chuyện gì mà bác sợ con đi nói lung tung chứ? Chắc chắn là có chuyện gì rồi. Bác nói cho con nghe đi. Con ơi, đúng là thằng cò có chuyện, nhưng mà con đừng nói ai biết nghe chưa? Dạ được, nhưng mà rốt cuộc là có chuyện gì? Thực ra thằng cò nó bị bọn xấu bắt rồi. Bác nói bạn cò bị bọn xấu bắt? Nhưng mà bọn xấu đó là ai? Bác đi báo công an chưa? Không, không được đi báo công an đâu. Nếu báo công an thì thằng cò nguy hiểm lắm. Cách duy nhất để cứu được thằng cò là thằng Hùng phải đến gặp mặt bọn chúng. Nhưng mà bây giờ biết anh Hùng ở đâu mà đi kêu anh cứu cò vậy? Nhìn cái thằng đó mà thấy chướng mắt. Nó làm như đang ở nhà nó công bằng vậy đó. Thật không hiểu sao Thư có thể thích nó được chứ. Khôi, Khôi, ai làm gì trước nhà Thư vậy? Không có gì, chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Không đúng,
Rõ ràng là tôi thấy anh đang lén lút quan sát cái gì đó. Nếu anh đã đến, tại sao không về nhà? Tôi nói là chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Anh hỏi nhiều như vậy để làm cái gì? Bởi vì tôi thấy anh có gì đó rất lạ. Cứ cho là anh nói thật, là tình cờ đi ngang qua. Vậy thì việc gì anh thấy tôi lại phải bỏ đi? Có phải là anh đến tìm Thư không? Không, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Tin hay không thì tùy anh. Anh không cần phải giấu tôi. Tôi đã biết chuyện anh và Thư chia tay rồi. Tất nhiên là anh biết rồi. Là chính vì anh nên Thư mới chia tay với tôi. Anh nói vậy là sao? Tại sao lại là tôi? Không phải tại anh thì tại ai nữa chứ? Là sao tôi không hiểu? Anh không hiểu hay là cố tình không hiểu? Đáng lẽ là tôi và Thư sẽ rất hạnh phúc bên nhau. Nếu như không có anh, chính anh đã xen vào và làm Thư chia tay với tôi. Chuyện Thư và anh chia tay tôi mới vô tình được biết. Thật sự là tôi và Thư không có chuyện gì cả. Anh nghĩ là tôi sẽ tin lời anh nói hay sao? Tin hay không là tùy anh. Tôi không biết giữa anh và Thư xảy ra chuyện gì, nhưng tôi có chuyện này muốn nói cho anh biết. Tôi hy vọng anh sẽ làm Thư thay đổi, vì tôi không muốn cô ấy gặp nguy hiểm. Bây giờ tôi và Thư đã chia tay thì làm sao tôi có thể nói chuyện với Thư được? Tuy anh và Thư chia tay, nhưng tôi biết Thư dành tình cảm cho anh rất sâu đậm. Chỉ cần anh cố gắng thuyết phục, tôi nghĩ là Thư sẽ nghe thôi. Vậy rốt cuộc chuyện anh muốn nói là chuyện gì? Vài ngày nữa tôi trở về An Giang. Thư muốn sẽ đi cùng vì cũng có chuyện cần giải quyết ở đó. Nhưng thật sự mà nói, chuyến đi này lành thì ít mà giữ thì nhiều. Vậy tại sao anh không khuyên cô ấy là đừng đi nữa? Tôi đã khuyên rồi nhưng cô ấy không nghe, cho nên tôi mới nói chuyện này cho anh biết. Tôi sợ cô ấy sẽ không nghe lời tôi nói. Dù gì thì anh và Thư cũng thân nhau đã lâu. Tôi nghĩ là anh hiểu rõ cô ấy hơn tôi. Tôi rất hy vọng là anh sẽ khuyên được cô ấy ở lại. Được rồi, tôi sẽ cố gắng thuyết phục cô ấy. Nhưng mà tôi không hiểu sao anh lại nói với tôi chuyện này. Chẳng lẽ giữa anh và Thư không có chuyện gì thật sao? Tôi đã nói với anh là giữa Thư và tôi không có chuyện gì hết. Anh chưa tin tôi à? Chuyện này cần có thời gian mới biết được. Nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn anh đã cho tôi biết được chuyện này. Quân ơi, con đang ở đâu? Hãy mau quay về với má đi. Má sẽ không bắt con làm những gì con không thích nữa đâu. Má sai rồi, má xin lỗi con. Bà không nên suốt ngày như vậy nữa. Phải biết giữ gìn sức khỏe chứ. Làm sao tôi có thể bình thường được khi mà không biết con Quân đang ở đâu, sống chết thế nào? Nhưng mà nếu bà cứ như vậy, không những làm khổ mình mà còn khiến cho những người xung quanh phải lo lắng.
bệnh tình của bà càng ngày càng nặng thêm. Tôi không sao. Ông à, ông có tin tức gì của con Quân chứ ông? Tôi cũng không biết, nhưng chắc chắn là thằng Trình sẽ sớm tìm ra con Quân. Nó nói với tôi là khi nào có tin tức gì thì sẽ báo cho tôi biết ngay. Lại vẫn không có tin tức gì về con nó nữa rồi. Ai vậy ông? Thằng Trình gọi ha? Không phải, anh Phương gọi. Alo, tôi nghe. Có chuyện gì không anh Phương? À, tôi muốn gặp anh ở quán cà phê cũ. Ừ, tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay. À, chào anh. Chào anh. Mời anh ngồi. À, anh hẹn tôi ra đây chắc là có chuyện muốn nói hả? Đúng là tôi có vài chuyện muốn nói với anh. Anh cứ nói đi, tôi nghe. Cái chuyện hôm trước mà tôi nói với anh là sẽ đầu tư với nước ngoài, tôi đã suy nghĩ kỹ lại rồi. Cái chuyện đầu tư với nước ngoài nó hơi nguy hiểm và không chắc chắn đạt được hiệu quả như mong muốn. Dạ. Chính vì vậy tôi tiếp tục làm ăn với anh trong thời gian sắp tới. Như vậy thì tốt quá rồi. Chuyện này á, tôi cũng có nghe cháu Trình nói lại. Tôi cũng tính gặp anh để nói lời cảm ơn. Dù sao thì tôi với anh cũng đã làm ăn lâu rồi, bây giờ mà cắt ngang á thì cũng khó cho cả hai. Nghe anh nói vậy á thì tôi yên tâm phần nào. À, mà còn tình hình của chị nhà như thế nào rồi hả anh? Cũng vậy thôi anh à. Suốt ngày bà không chịu làm gì, cứ nằm ở trên giường ôm tấm hình của con Quân. À, chuyện thằng Trình tìm kiếm con Quân sao rồi anh? Tôi cũng không biết tin tức của con Quân như thế nào nữa. Mà thằng Trình dạo này nó lạ lắm. Anh nói thằng Trình có vẻ lạ là sao? Tôi không hiểu. Tôi cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Nhưng hình như dạo này nó không chịu nghe lời tôi như lúc trước. Mới đây nó còn xin tha bóng cho thằng Hùng và nhận tất cả lỗi về phần mình nữa. Sao kỳ vậy? Tôi đang lo đây nè. Không biết là có chuyện gì xảy ra với nó không. À, mà nó có nói gì với anh không? À, dạ không. Thằng Trịnh nó không có nói gì với tôi hết. Nhưng mà nó thay đổi thái độ như vậy từ khi nào vậy anh? Thì cũng khoảng vài ngày trước. Từ khi nó cãi nhau với tôi, rồi nó vô rừng tìm kiếm dấu vết gì đó của con Quân. Nhưng mà tôi hỏi hoài nó cũng không nói. Anh Thức nè, anh có thể giúp tôi hỏi nó coi có chuyện gì xảy ra hay không? Được rồi, để bữa nào tôi sẽ gặp nó hỏi chuyện xem sao. À, mà anh uống cà phê nghe. À, cảm ơn anh. À, con ơi. Dạ. Cho một ly cà phê đá. Dạ. Thay đổi sau khi vào rừng tìm kiếm sao? Thưa má, con đi học về rồi đó hả? Dạ. Ủa, mà ba đi đâu rồi hả má? Hồi nãy ba của thằng Trình gọi ba con hẹn ba ra ngoài rồi. Mà sao hôm nay con đi học về trễ vậy? Dạ, tại vì... Sao con lại ngập ngừng? Bộ có chuyện gì ở trường hả? Không phải. Tại vì hôm nay con không thấy cò đi học, cho nên con đến nhà xem cò có bị gì không thôi mà.
Nhưng mà... Nhưng mà sao? Bộ thằng cậu bị bệnh hả con? Dạ không. Nhưng mà chuyện này bác ba không cho con nói. Chuyện gì mà không được nói? Bộ chuyện có liên quan tới chị Quân con hả? Mau nói cho má biết coi. Dạ, thật ra không phải chuyện của chị Quân, mà là chuyện của bạn cò bị bọn xấu bắt đi. Sao cò bị bắt? Mà bọn xấu đó là ai? Bác ba cũng không biết bọn xấu đó là ai hết á. Nhưng mà hình như bọn đó ghét anh Hùng lắm hay sao á. Sao con lại nói vậy? Vì bác ba nói chúng đòi anh Hùng phải xuất hiện thì mới chịu thả cò. Vậy bác ba đã đi báo công an chưa? Không có được đâu má. Bọn người đã nói nếu mà báo công an thì sẽ làm hại cò đó. Ừ. À, hay là con đi báo cho anh Trình biết đi, để nhờ anh Trình tìm cách giải quyết. Mình chỉ cần hành động bí mật, tụi nó không biết đâu. Dạ, có gì để con nói với bác ba xem bác ấy có chịu không, rồi mình tính tiếp nha má. Ừ. Thôi, con thay đồ đi rồi xuống ăn cơm. Dạ. Nếu báo công an thì sẽ làm hại thằng cò. Tại sao chị cả? Mà mình phải ráng thôi. Hy vọng mình sẽ thuyết phục được mẹ. Sao? Thuyết phục chuyện gì? Hả? Trời ơi, hai bạn tới lúc nào sao không lên tiếng sớm vậy? Làm giật hết cả mình. Tụi tôi vừa mới tới, sao thông báo cho bà kịp? Đúng không? Rồi đó. Mà nè, hồi nãy bà nói thuyết phục mẹ là thuyết phục chuyện gì vậy? Thì đó, mới nghỉ một thời gian, bây giờ học bù lại muốn điên đầu luôn. Nhưng mà nhất định mình phải quyết tâm theo kịp thôi. Nếu không mẹ mình sẽ không cho mình đi đâu hết. Bà nghĩ lâu như vậy, bây giờ học bù lại là đúng rồi. Ở đó mà đi đâu được nữa? Ừ. Không, mình phải nhất định học bù cho đầy đủ. Để mẹ mình cho mình đi An Giang, chỉ cần thấy mình theo kịp bạn bè, chắc chắn mẹ sẽ cho mình đi thôi. Mà nè, bà đi An Giang nữa làm gì vậy? Đúng rồi đó, bà đi An Giang làm cái gì? Bà á nha, mới đi học lại, bây giờ nghỉ nữa sao được? Nhưng mình còn nhiều chuyện chưa rõ lắm. Mình phải quay trở lại đó. Vì một khi những thắc mắc trong đầu mình còn chưa sáng tỏ, mình cảm thấy khó chịu lắm, đứng ngồi không yên. Thôi, bà đã quyết vậy rồi á, tụi đây cũng không ý kiến gì đâu. Nhưng mình chỉ có một lời khuyên, hãy cẩn thận giữ mình đó. Ừ, mình biết rồi, cảm ơn bạn. Nhưng lần này mình đến đó cùng với anh Hùng, có ảnh bảo vệ mình sẽ không sao đâu. Trời. À, mấy bạn thấy anh Khôi đã đi học lại chưa? Khôi hả? Hình như là ổng chưa đi học lại. Có lẽ là ổng vẫn còn bị sốc á. Alo, có chuyện gì vậy anh Khôi? Ừ, Khôi. Gặp mặt hả? Ừ, đi. Ngay bây giờ sao? Đi. Thôi được rồi, lát nữa gặp nha.
Anh Khôi, anh đợi em lâu chưa? Cũng lâu rồi, em ngồi đi. Dạ, chị uống gì? Cho em một ly nước cam. Dạ. Dạ. Thư à, chuyện của hai tụi mình thật sự anh vẫn chưa nghĩ thông suốt, cho nên bây giờ hãy tạm gác qua một bên nha. Vậy thì cũng được. À, anh gọi em ra đây có chuyện gì muốn nói hả? Có chuyện này anh muốn hỏi em. Nghe nói là em sắp đi An Giang đúng không? Sao anh biết hay vậy? Ai nói cho anh? Tất nhiên là có người nói thì anh mới biết, nhưng mà ai nói thì không quan trọng. Quan trọng là em có muốn đi hay không? Tất nhiên là em muốn đi rồi. Nhưng mà mẹ em vẫn còn đang bệnh, ở nhà thì không ai chăm sóc. Còn ở An Giang thì mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu hết. Gia đình Quân và mọi người vẫn đang ngóng chờ em. Em thấy mình cần phải có trách nhiệm trở về và giải thích rõ sự thật. Thư à, anh muốn em suy nghĩ cho thật kỹ. Tại vì em đã từng bị lạc một lần và khó khăn lắm em mới quay về được. Bây giờ em lại muốn vướng vào mớ rắc rối đó, lỡ có chuyện gì thì sao? Mẹ em kêu anh tới khuyên nhủ em đúng không? Không phải. Là Hùng. Chính Hùng đã kêu anh khuyên em. Là anh Hùng sao? Mọi người lo lắng cho em lắm, nhưng anh hiểu ý em. Em cần giải quyết mớ lộn xộn ở dưới đó đúng không? Vậy là anh cũng đồng tình với em rồi đúng không? Em cảm ơn anh vì đã hiểu cho em. Dạ, mời chị. Dạ, cảm ơn. Còn chuyện bác Hương, em tính sao? Thật ra em cũng không biết phải làm sao. Chắc phải đợi mẹ em hết bệnh rồi em mới đi. Nhưng mà anh Hùng sắp đi rồi, em không biết phải làm sao hết. Em cứ đi đi, mẹ em cứ để anh lo cho. Anh nói anh sẽ chăm lo cho mẹ em. Em cứ sắp xếp đi đi. Dù sao trước đây lúc em mất tích, anh cũng lo cho mẹ em rồi, cũng quen rồi mà. Anh nói như vậy em cảm ơn anh nhiều lắm. Em chỉ lo là mẹ ở nhà không có ai chăm. Anh nói như vậy thì em cảm thấy yên tâm rất nhiều. Chỉ có điều... Còn chuyện gì nữa sao? Mẹ em nhất quyết không cho em đi. Thì cũng đúng rồi. Mẹ có một mình em thôi. Em đi chuyến này, lỡ như em có chuyện gì, mẹ em làm sao chịu nổi chứ? Phải có gì đó làm cho mẹ em tin tưởng thì mẹ em mới cho em đi được. Nhưng mà em không biết phải làm sao nữa. Thôi được rồi, để anh giúp em. Anh giúp em? Im chưa? Lạ một hồi cắt cổ họng mày như cắt con gà. Im đi. Mẹ nữa, nói như vậy nữa mới chịu im đó. Ê, tụi bay có nghĩ bắt thằng nhóc thằng Hùng sẽ xuất hiện không? Mày đừng có đón này đón nọ, để đó rồi coi. Dạ đại ca. Chào đại ca. Dạ đại ca. Làm đến đâu rồi? Dạ, tụi em bắt em của thằng Hùng đang nhốt ở trong phòng á. Vậy đã có tin tức gì của thằng Hùng chưa? Dạ chưa.
Tại vì tụi em mới bắt được nó, cho nên phải chờ thêm một thời gian nữa để ta không biết tin và xuất hiện. Tụi bay muốn làm gì đó thì làm, nhưng mà đừng có dây vào công an, biết chưa? Công an mà nó biết á, nó sẽ xử thằng Hùng trước mình. Chuyện đó thì đại ca cứ yên tâm. Khi bắt em thằng Hùng, tụi em đã cảnh cáo bà già của nó rồi. Nếu bà dám tiết lộ nửa lời thì lo mà nhận xác thằng nhóc đi. Bà sợ xanh mặt, chắc không dám báo công an đâu. Dạ. Đây là cơ hội cuối cùng của tụi mày, là mang cho đàng hoàng. Nếu không, đừng có trách tao. Dạ, dạ, biết, dạ biết, biết rồi. Làm việc đi. Dạ. 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 Mà đại ca, tụi em đâu có biết làm gì đâu mà làm. Tụi bay không biết làm gì hả? Dạ, tại đại ca chưa căn dặn em làm gì, tụi em đâu biết làm gì đâu. Còn chuyện gì ngoài chuyện của thằng Hùng? Bây giờ tụi bay tính đứng đây để chờ thằng Hùng tới quỳ dưới chân tao, xin thả em nó ra hả? Dạ. Ý đại ca nói là đi nghe ngóng tin tức của thằng Hùng rồi về báo cho đại ca biết, đúng không đại ca? Chứ không lẽ tao kêu tụi mày đi chơi? Bây giờ tụi mày đến theo dõi mẹ thằng Hùng, coi thử bà có liên lạc với nó hay không, rồi xem nếu bà có ý định báo công an thì báo với tao để tao tính. Dạ, tụi em biết rồi. Dạ. Dạ. Còn nữa, nếu có chuyện gì thì báo với tao, không được tự ý hành động, hiểu chưa? Dạ đại ca. Dạ, đại ca. Rồi, đi. Hùng, lần này thì mày sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời tao thôi. Thủy Quân, anh xin lỗi, tất cả cũng tại anh nên mọi chuyện mới ra thế này. Nếu anh không xen vào chuyện tình cảm giữa em và Hùng thì chắc bây giờ ba người chúng ta hạnh phúc lắm. Giờ này chắc em đang ở một cõi nào khác. Em có nhớ anh và mọi người không? Anh biết bây giờ anh có nói gì thì em cũng không thể nào quay trở lại được. Anh chỉ mong làm một điều gì đó để chuộc lại những lỗi lầm mà anh đã gây ra. Chỉ mong em tha thứ cho anh. Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Tại sao người tốt lại chết sớm, còn những tên tội phạm gian ác cứ mãi lộng hành? Tại sao? Cho dù đêm có dài, xin hãy tin ngày mai bình minh sẽ đến. Anh và em suốt đời thuộc về nhau và ta luôn có nhau. Cho dù mai thế nào, khi khó khăn hiện nguy trực chờ phía trước, yêu mình không ngã lòng, cùng chung chia đắng đót của kiếp người. Đã yêu nhau thì xin tin nhau thật lòng, không để cho hờn ghen lắng lo vui chơi xóa tan đi niềm vui bên nhau ngày nào.